Sáng nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra xác minh vụ kẻ gian phóng hỏa đốt cháy 500 trụ tiêu của một hộ dân ở xã Hòa Xuân vào chiều ngày 14 tháng 4, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Đây là rẫy hồ tiêu 500 trụ của anh Trần Gia ở xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Vườn tiêu từ 5 đến 8 năm tuổi và là nguồn thu nhập chính của gia đình. Khi vào nhìn vườn tiêu bị kẻ gian đốt cháy như thế này, cả gia đình anh như chết lặng. Dạ, 2 giờ thì nghe điện thoại là anh Hảo điện lại rẫy em cháy rồi giờ. Thì tôi chạy vô thì thấy cháy hết tiêu rồi. Thì tôi sững sờ. Nhưng thật ra là tôi là dân nông mà thấy đứt ruột quá, nước mắt tôi chảy thôi, không biết làm sao được. Bởi vì kinh tế của tôi là sống mảnh đất này bây giờ nó cháy hết rồi. Kiểm tra số tiêu của tôi cháy là 500 trụ, là tiêu năm thứ 8 và năm thứ 5. Nếu chăm sóc được tiêu như này là phải 1 triệu một trụ không đủ. Thì bây giờ thật là gia đình tôi sống trong cái rẫy này, thu nhập hàng ngày trong cái rẫy này, mà hàng năm để nuôi con cháu học, bây giờ cháy hết thì không biết gì sinh sống hết. Theo anh Gia, thời gian gần đây anh có xảy ra mâu thuẫn với một số người dân có rẫy gần bên, do các bên có tranh giành nguồn nước hồ gần đó để tưới cây trồng. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Xuân, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Thì sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi đã huy động lực lượng công an xã và một số cái tổ đội dân phòng và người dân ở xung quanh đã kịp thời đến để chữa cháy, để cứu hộ cứu nạn. Thế thì khi mà đến thì số lượng cháy của các cột trụ tiêu thì đã cháy coi như là đã gần như 100%. Và cái số lượng mà để mà sống sót ấy thì gần như là bằng không. Chính vì thế cho nên là chúng tôi mới thấy đây là một cái vụ việc nó rất là nghiêm trọng và đã kịp thời báo cáo lên công an thành phố để xuống để điều tra làm rõ và phối hợp giải quyết. Tổng thiệt hại ước tính của gia đình anh Gia sau vụ hỏa hoạn là trên 500 triệu đồng. Việc kẻ gian phóng hỏa đốt cháy vườn tiêu của người dân như thế này là hành vi hủy hoại tài sản rất đáng lên án. Việc chặt phá hủy hoại cà phê, hồ tiêu của người khác theo kiểu ném đá giấu tay đã xảy ra khá nhiều tại các tỉnh Tây Nguyên trong những năm qua và người dân mong muốn các ngành chức năng nghiêm khắc xử lý những đối tượng phá hoại này.